Chào tất cả anh em, Trung Quang Sai đang có mặt tại Linh Bình, tại nhà văn hóa phố Đoàn Kết, phường Linh Phong. Một số tác phẩm mà Trung Quang Sai chắc tiếp tục ghi hình vào máy đây thì chắc anh em có nhìn được rõ hơn. Một trong những vườn cây rất là đẹp. Bước vào khuôn viên của nhà anh thì có trên dưới 500 tác phẩm cơ, hơn một cuộc triển lãm. Đây anh em có thể xem, tác phẩm đầu tiên là một con long hóa. Cây này đã được anh xé ra rất là đẹp. Anh Trường thấy thế nào? Những cây như bức tranh. Như một bức tranh. Cây này thì chắc chúng tôi không thể tả hết. Trường đứng vào so sánh đi. Chúng tôi so sánh anh Trường thì cũng số cân cũng lặng đấy. So đứng vào đây nhỏ bé lắm. Vậy tôi chụp bức hành làm kỷ niệm nhá. Đây này. Mấy khi ra vườn đó. Ok, ok. Bỏ cái tay xuống tí này đấy. À rồi, em nhìn thấy rồi anh Trung ạ. Ok. Cái cây kỳ đá này hôm bữa nó quay rồi tút này, xuống Coca ký này. À với cây kia nó kính mà kia hôm qua nó quay. Đó, hàng quý thì được các anh cất giữ rất là cẩn thận. Nhưng quay một cây này không phải chắc hết một ngày. Anh Duyến nhỉ? Đẹp quá. Con này có phải xanh Vũ Am không anh? Đây. Xanh Việt Nam. Hôm qua em cũng được anh Thành biệt hiệu và Thành Vàng anh tư vấn là cây Vũ Am. Nhưng mà mình cũng không chưa nắm bắt rõ được. Đây một tác phẩm không biết có vẻ là xanh Vũ Am không nhá anh em nhá. Quá đẳng cấp. Đi theo chúng tôi cũng có anh Xuân, một trong những người rất quen thuộc trên kênh Trung Bonsai. Anh cũng đang rất thích tác phẩm này. Đấy, em chụp bức hình làm kỷ niệm đấy à. Đấy, và đại bác nào đến đây này em cũng ghi một cái hình luôn. Ok, anh Xuân đánh giá sao tác phẩm này nhỉ? Cái này thì cái quý đó mình không biết là cái giá của chủ nhân bao nhiêu, mình không dám nói bừa. Vâng, ý là mình chỉ già, nó già thôi chứ mình đánh giá về tốc độ già nó thôi. Tốc độ già thì nó già đẹp lắm rồi. Cái này thì người ta cũng không đục đẽo gì nhiều đúng không anh? Rồi. Cây nguyên bản. Cây nguyên bản. Một trong những cây nguyên bản mà bệ nó rất là tự nhiên. Rồi. Cái này nếu mà tính là khéo mà bạn hoặc là anh cùng Xuân thì không, nó cũng khoảng đó đấy. Đấy phải bạn hoặc anh ấy. Rồi, thì cũng không biết là nó bao nhiêu. Nhưng mà thực ra là nó cũng có tuổi rồi. Xuân và anh Trường đây thì cũng rất đam mê. Ông chủ đang trong kia. Vẫn có thể tham khảo hỏi giá được mà các anh. Dạ. Này một tác phẩm quý nữa à? Đây là hai quý, mấy tác phẩm quý nhất. À đây. Có hai anh rất quen thuộc, đó là anh Đông và anh Tiến Mai. Thì đang chiêm ngưỡng một tác phẩm mà được kỳ đá cũng rất lâu rồi. Con này có thuộc dáng làng không anh Đông nhỉ? Cây trực cổ. Trực cổ à? Vẫn là cây trực cổ nhá. Cây này là cây xanh Nam Điền đúng không? Nam Điền. Nhìn qua máy mà đeo một cái kính đen như này tôi cũng không biết được, là rất là đẹp. Con này cắt ra. Vâng. Chủ yếu là ngắm cây là vừa rồi đi qua là anh Thuyến và anh Tiến đã uống thuốc rồi. Cũng trước. Hai anh đã uống thuốc cho trợ tim rồi ngắm như tác phẩm. Quá là nhiều anh em ạ. Trên dưới 500 tác phẩm rồi, Trung Bonsai nói không có sai. Nhưng mà hôm nay đi một tác phẩm, một cái vườn như thế này thì anh em sẽ thấy nhiều cây bỡ ngỡ. 500 tác phẩm mà một tác phẩm bằng 500 tác phẩm bình thường. Đúng rồi. Cứ nhân vậy. Đấy. Đấy không, thấy không? Người ta quyết định người ta ghép như thế. Bây giờ anh em nào mà kỹ, nhìn kỹ mới nhìn ra được nốt ghép này, mầm ghép này. Mầm ghép rất là kỹ. Đấy không? Ghép này dường ghép nêm nhưng mà ghép thực dạng là bóc vỏ. Gấp trẻ đây. Không trẻ sâu đâu. Thì trẻ mua tí vỏ này. Tao làm ghép của đấy thôi. Tôi nghe anh Dũng nói là cái xanh này mua ở Hải Hậu cách đây rất là nhiều năm. Đấy các bạn nghe bọn trẻ chính hiệu đấy nhá. Giá khoảng 4 tỷ. Đấy 100 cây vàng đấy. Đúng không? Hơn 4 tỷ ngày xưa. Cái chậu này cũng là chậu đá của ông anh Tiến. Chậu đá đấy. Ui dồi ôi. Em mua cái này là 2008. 2008. Hải Ninh là cây này nổi tiếng, tôi đã vào xem. Anh Tiến anh đã chứng kiến tác phẩm này rồi. Ngày xưa tôi mới biết là cái lá nó là dòng lá khác, giờ người ta kép kép. Rồi, quá nhiều. 30 cây. 30 cây vàng. 30 cây vàng.
Và đến Ninh Bình thì anh em biết ở đấy còn nhiều tác phẩm mà chắc chắn là quá là đây là một trong những cái đa cái đề đúng không? Đây. Đấy chủ của anh đây là bác doanh nghiệp Ninh Bình đây. Nói đến các anh đam mê cây là bọn em rất là thích, bọn em trong Nga Sơn là đúng là đam mê thực sự đây. Anh Thuyến đã đến vườn đây chưa anh Thuyến nhỉ? Chưa, con trai Trung em Trung con trai kia. Anh Hiệu kia. Và hôm qua vừa xem sự đang chỉnh sửa cái dưới đúng không? Đúng rồi. Vâng, em Trung. Thì rất muốn đúng là ông Đông cũng giữ bí mật quá, quen ông Đông đâu rồi nhưng mà ông không cho ra. Cây này anh cũng mua vào thời điểm 2008 là 19.000. 400 triệu. Còn cây này anh mua lúc đấy là 80. 10 năm đây nè. Cây này là một đôi, em mua 12 triệu thì biếu một cây còn lại một cây. Như cây này ông bạn không thích mà tao một cây mà anh 84 triệu cây này. Đó. Nhưng bây giờ là vẫn xứng đáng chứ bạn Trung. Xứng quá, bây giờ nó lại quá như quá rẻ. Bây giờ nó lại là cao rồi ông ạ. Giả anh 320 rồi đấy. Chắc chắn như Hà Nội về giả anh 320. Sếp bảo vừa rồi là sếp Đông tiếp đi tu luyện ở bên Singapore về nên là không biết là giá cây nó bây giờ nó như thế nào. Đó. Đấy, mặt bên đấy đẹp hơn nữa à? Mặt bên này mà kinh điển. Có lẽ phải ra đây là tuần mới quay hết được những tác phẩm này của Anh Dũng Sát Ninh Bình. Anh em nào mà chưa biết thì có thể về trực tiếp Ninh Bình nhá. Thì nãy Trung Bonsai cũng đã cho địa chỉ ở phố đoàn địa chỉ rồi, nhà văn hóa phố Đoàn Kết, phường Linh Phong. Anh em có thể trực tiếp nước đó xong mời ra về tham quan Phúc Am to nhất Ninh Bình. To nhất Ninh Bình nữa. Ok. Cùng anh phải nhiều cây. Không, bác đây thì nó là số 1 rồi. Cây chưa giao lưu nhá anh em nhá. Đặc biệt là chưa giao lưu đâu vì có một ngày nào đó thì anh em nào thực sự đam mê thì chắc là chủ nhân người ta cũng có sẽ nhường lại thôi, nhưng mà hiện tại bây giờ là đồ quý rất nhiều. Nói đến Hải Minh là phải cây à? Kinh khủng quá. Quá đẹp, những tác phẩm này phải lưu lại hình ảnh trên kênh YouTube. Quay xong một đây là quay tiếp kênh Phúc An to nhất. Rồi, chắc chắn phải quay cái đấy rồi. Em lấy cái cần quay đi. Đây là lấy bác hiệu đây, anh phải nói về kênh có sai chữ hiệu đây. Cái đề này chắc là ngày xưa mua cũng là nắm tiền này. Nếu ngày xưa. Cái đấy là nó là có cái duyên đấy, đưa cháu đi đại học. Trong trên đường về, cháu đọc đại học ở Nghệ An. Đi trên đường về cái cầu Giác, rẽ vào sẽ là quá bạn được. Thành Lạc. Mua có 4,5 triệu thôi. Đấy, ngày xưa mua có 4,5 triệu. Thì lấy mỗi cái cổ. Thế nó cứ đứng ngẩn đầu te ra, nó bảo sao anh không cần lấy mỗi cái cổ. đây này. Như thế này thì bên này như một con thú quấn vào đây. Đây là sau bạn là cái quý đấy chứ bạn cầm chồng. Biết rồi. Con này cắt ra đẹp quá. Đây là phải là một trong những người rất đam mê cây và cũng rất am hiểu về cây nên là đã sở hữu một vườn cây rất là đẹp. Hơn 500 tác phẩm trong vườn anh em có thể chiêm ngưỡng nhá. Đặc biệt anh em ở xa có thể liên hệ trực tiếp với chủ nhân để có về theo dõi. Vâng, ngọn luôn đấy. Hỏi thật với bác Phương Tiến với anh em nào. Bác Dũng đây là bác ấy, là bên xây dựng. Anh là Dũng Tô Mơ ở Thanh Hóa bọn tôi đấy. Cứ gọi là cây ít giao lưu. Tô Mơ cũng thế. Anh Xuân anh đam mê anh đi một mình anh ngắm rồi. Quá đẹp. Nói cũng không sai vì có rất nhiều tác phẩm xanh quê nhưng mà nó cũng rất là đẹp. Không thể phủ nhận được những tác phẩm mà có những cái dấu ấn như này được. Cái này giống hệt cây mâm xôi con gà này anh Hiệu à. Form. Đó. Anh em xem nhá. Yếu dạng như mâm xôi con gà vậy. Trung Bonsai cũng xin dừng video để chuyển sang một video tiếp theo nhé. Vì chủ nhân đang muốn giới thiệu một tác phẩm kinh điển mà anh mua đầu tiên ở trong vườn này.
thì cũng rất mong anh em ấn nút đăng ký để theo dõi tiếp theo những tác phẩm mà trị giá rất nhiều tiền. Nói ra thì anh em không tin nhưng mà thực ra có đến vườn thì anh em mới thực tế được. Anh em mà đừng quên ấn nút đăng ký và nút chuông nhá. Xin thân ái chào tạm biệt.